bạn vẫn đang dùng những dụng cụ tạo kiểu tóc xưa cũ và lỗi thời đó ư? Giờ đây đã có một sản phẩm tạo kiểu tóc hoàn toàn mới, rất độc đáo, tuyệt đối không làm tổn hại mái tóc của bạn. Với nó, bạn chắc chắn sẽ có được mái tóc đẹp quyến rũ mỗi ngày. Công ty Best Buy Việt Nam xin giới thiệu Hairways, kẹp tạo kiểu tóc xoăn và giữ nếp tóc, giúp biến đổi mái tóc của bạn từ thẳng đơ thành xoăn đẹp tuyệt vời, từ bông xù thành lộng lẫy chỉ trong có vài phút. Một phương pháp hoàn toàn tự nhiên, bạn sẽ có những lớp tóc xoăn hoàn hảo, lộng lẫy và quyến rũ như mái tóc của người mẫu trang bìa các tạp chí danh tiếng, và tóc không hề bị tổn hại. Rất thú vị và dễ dàng. Trước tiên, bạn lồng Hairways lên trên que kẹp, sau đó gài vào một lọn tóc, kéo tóc xuyên qua kẹp, thế là xong. Chỉ cần cài tóc, luồn tóc và thế là xong. Tay bạn không còn bị mỏi, không lo bị bỏng đầu vào tóc, không còn phải dùng các sản phẩm làm tóc nặng nề và dính nhớp nháp nữa. Với Hairways, bạn sẽ có mái tóc với sóng xoăn hoàn toàn mới, giống như cái mái tóc xoăn trên trang bìa tạp chí. Hairways có hình dáng như một lọn tóc. Sản phẩm ưu việt đã được cấp bằng sáng chế sẽ cho hiệu quả hoàn hảo. Chỉ cần đút tóc xuyên qua phần bên trong dụng cụ này và tóc sẽ tự động có độ xoăn. Đồng thời, lớp mắt lưới sẽ bảo vệ tóc bạn khỏi sức nóng trực tiếp khi tóc đã nguội. Kiểu tóc xoăn đã được định hình, tóc không bị tổn hại hay xù. Bạn luôn bận rộn và không có thời gian để uốn xoăn tóc ư? Đừng lo lắng, vì Hairways có hiệu quả trên cả tóc khô. Chỉ cần xịt nước máy lên tóc, luồn nhanh tóc vào kẹp bằng que kẹp tiện lợi, sấy tóc nhanh bằng máy sấy thổi, thế là xong. Thật đáng kinh ngạc, quá dễ dàng phải không nào? Với tóc ướt cũng dễ như bỡn. Hãy để tóc khô tự nhiên, hay dùng máy sấy thổi nhanh và bạn sẽ chẳng bao giờ bị cháy tóc. Hairways sẽ giúp bạn luôn có những sóng tóc xoăn mềm mượt như tơ mà cũng rất sang trọng. Bạn còn được tặng kẹp Hairways dáng gầy để giúp làm các lọn tóc xoăn chặt hơn, túi đựng xinh xắn, giúp bạn sắp xếp và cất giữ bộ kẹp của mình. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy gọi ngay tới Best Buy bạn nhé!